Chào các bạn, thì clip hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một mẫu áo khoác cho bé với họa tiết sò ở phần thân áo như thế này. Ở phần dưới thì mình có làm xòe ra để cho cái phần thân áo nó được bầu hơn nè. Tay áo mình cũng móc họa tiết sò xen kẽ với một hàng mũi kép đơn. Và ở phần dưới cánh tay thì mình có viền bo lại để cho cái phần này nó được ôm vào tay của bé. Mặt trước mình có may hai hạt nút để cài điều chỉnh và có trang trí hai mẫu hoa nhiều cánh. Đây, mẫu áo khoác cho bé như thế này. Dụng cụ mình gồm len miêu cotton. Kim móc mình sử dụng kim móc 4.0mm. Hoặc nếu không có mẫu kim này, các bạn cũng có thể sử dụng cho mình loại kim có đầu kim lớn hơn sợi len gấp đôi nha, để cho cái phần thân áo của mình nó được mềm mại hơn. Ngoài ra còn có kéo cắt len và hai hạt nút dùng để may cài điều chỉnh. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc cái phần thân áo trước. Đầu tiên tạo cho mình một vòng tròn, móc và kéo len qua vòng tròn, dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Từ nút này móc lên một dây móc xích dài 63 mũi móc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sau khi móc được 63 mũi móc xích, tiếp tục lên 3 mũi móc xích và móc cho mình vào chân móc thứ 63 một mũi kép đơn. Chân móc bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. Làm tương tự cho các chân móc còn lại. Ở đầu này các bạn móc cho mình 8 mũi kép đơn vào 8 chân móc liên tiếp với nhau nha. Mỗi chân móc móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc và ta sẽ móc 8 mũi kép đơn liên tiếp với nhau. Sau khi đã móc được 8 mũi kép đơn liên tiếp vào 8 chân móc đầu tiên thì chân móc thứ 9 các bạn sẽ móc vào đây cho mình 2 mũi kép đơn cùng một chân móc. Kép đơn thứ nhất. Kép đơn thứ hai. Khi được 2 mũi kép đơn vào cùng một chân móc thì tiếp tục lên một mũi móc xích và móc vào chân móc thứ 12 mũi kép đơn cùng chân móc. 1 2 Như vậy là mình vừa tạo ra được góc vuông đầu tiên cho phần cổ áo nè. Đây sẽ là một phần cổ thân trước nha. Thì cái cạnh tiếp theo mà ta móc đó là cái cạnh ở phần vai nha. Các bạn sẽ móc cho mình 13 mũi kép đơn liên tiếp vào 13 chân móc nha. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc và móc liên tiếp cho mình 13 chân móc. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 và 13. Như vậy là ta vừa hoàn tất được một cạnh gồm 13 mũi kép đơn là một bên của phần vai. Thì tiếp theo sẽ móc cho mình một góc vuông tương tự vào hai chân móc kế tiếp này, tương tự như cái góc vuông mà ta móc ban đầu á. Tức là chân bên cạnh này sẽ móc 2 mũi kép đơn vào cùng một chân móc. Kép đơn thứ nhất. Kép đơn thứ hai. Từ đây tiếp tục lên một mũi móc xích và móc vào chân móc kế tiếp 2 mũi kép đơn cùng chân móc nữa để tạo thành một góc vuông. Kép đơn thứ nhất. Kép đơn thứ hai. Khi tạo được thêm một phần góc vuông cho cái phần cổ áo thì tiếp tục các bạn sẽ tạo cho mình một cạnh tương tự như cái cạnh này. Tức là 13 chân móc liên tiếp sẽ móc cho mình vào đây. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc, tương tự như cái cạnh này nha. Móc cho mình 13 mũi kép đơn liên tiếp vào 13 chân móc.
Khi móc được 13 mũi kép đơn vào 13 chân móc liên tiếp thì chân kế bên này móc 2 mũi kép đơn cùng chân móc. Kép đơn thứ nhất, kép đơn thứ hai. Từ đây tiếp tục lên một mũi móc xích và móc vào chân kế tiếp 2 mũi kép đơn cùng chân móc. 1 2. Ta tạo được một góc vuông thứ ba cho phần cổ áo và đây sẽ là cạnh ở mặt sau của thân áo nha. Tiếp tục sẽ móc cho mình 13 chân móc kế tiếp, mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc để ta tạo thêm một cạnh ở bên vai. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc và móc cho mình 13 mũi kép đơn liên tiếp vào 13 chân móc. Khi hoàn tất 13 mũi kép đơn thì tiếp tục ở hai chân móc kế tiếp sẽ tạo ra một góc vuông tương tự. Tức là chân đầu tiên sẽ móc 2 mũi kép đơn vào đây. Tiếp tục lên một mũi móc xích và móc vào chân kế tiếp 2 mũi kép đơn nữa. 1 2. Như vậy là ta hoàn tất được góc vuông thứ tư và là góc vuông cuối cùng ở phần cổ áo nè. Thì các chân móc còn lại sẽ móc tương tự cho mình, mỗi chân móc là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Móc cho mình cho các cái mũi móc còn lại. Ở những cái mũi móc cuối cùng này có cái sợi len thừa nè, khi móc các bạn sẽ giấu cho mình luôn vào trong mũi móc nha, để khi ta cắt len không phải giấu len nhiều. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc và làm tương tự cho đến cuối hàng. Sau khi hoàn tất được hàng móc đầu tiên để tạo phần cổ áo thì tiếp tục lên 2 mũi móc xích. Như vậy là phần cổ áo của mình vừa hoàn tất nè. Khi gặp đôi lại nó sẽ tạo hình chữ U như thế này, có các cái góc vuông tương tự nha. Thì cách tăng size cho phần cổ áo này cũng rất là đơn giản, tương tự như những cái phần cổ áo mà mình hướng dẫn ở clip trước á. Thì đối với bé nhỏ hơn, mình móc 12 mũi ở các cái hàng móc bên này nè. Thì ở đây mình tăng lên 13 mũi, tăng ở 3 cạnh nha. Đây sẽ là mặt trước của áo, cái phần này nó sẽ dôi ra 2 đến 3 mũi để ta làm cài nút ở điểm này nha. Những size lớn hơn thì các bạn có thể tăng cho mình 14 hoặc 15 mũi cho 3 cái cạnh góc vuông ở đây. Đối với những size mà tăng quá nhiều thì các bạn sẽ tăng cho mình luôn ở 2 cạnh phía trước nè, để cho cái số mũi móc nó được đều nhau hơn và ta sẽ tạo được cái phần cài nút ở đây nha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn móc các hàng móc tiếp theo để tạo nên thân áo. Ta quay ngược đầu móc lại. Móc cho mình vào chân móc đầu tiên một mũi kép đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. Làm tương tự cho các chân móc còn lại. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Các bạn sẽ móc cho mình đến cái mũi móc xích của cái góc vuông đầu tiên nha. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Khi đã móc được các cái mũi kép đơn cho đến cái góc vuông đầu tiên của cái hàng thứ nhất á, thì các bạn sẽ tiếp tục móc cho mình vào khoảng trống ở đây. Cái khoảng trống của góc vuông này nè, có cái mũi móc xích này ta sẽ móc vào khoảng trống này một góc vuông tương tự, gồm có 2 mũi kép đơn. Ta sẽ móc vào khoảng trống nha. Tiếp tục lên một mũi móc xích. Sau đó móc tiếp vào cái khoảng trống ta vừa móc 2 mũi kép đơn nữa. Ta tạo ra được góc vuông thứ nhất của hàng móc thứ hai nè. Thì cạnh móc tiếp theo sẽ là cái cạnh của cái phần vai. Các bạn sẽ bỏ qua cho mình chân móc đầu tiên. Đây là chân móc đầu tiên nha. Ta sẽ bỏ qua chân móc này và móc cho mình vào cái chân móc thứ hai á. Thì cái độ dày của cái cụm đầu tiên này nó sẽ giúp che đi được cái mũi móc đầu tiên nè. Ta sẽ móc vào chân móc thứ hai một mũi kép đơn và bỏ qua chân thứ nhất. Tiếp tục chân này cũng móc một mũi kép đơn.
Đây, thì cái độ dày của cái góc vuông đầu tiên này sẽ giúp mình che đi được cái mũi móc đầu tiên của hàng móc nè. Và cái điểm móc của mình nó sẽ không có bị hở nha. Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cái góc vuông tiếp theo. Mỗi chân móc sẽ móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Sau khi móc được đến cái góc vuông thứ hai của cái hàng thứ nhất thì tiếp tục móc cho mình vào khoảng trống của góc vuông này một góc vuông tương tự giống như góc vuông bên này nè, gồm hai mũi kép đơn thứ nhất, kép đơn thứ hai, sau đó lên một mũi móc xích, tiếp tục móc vào đó cho mình hai mũi kép đơn nữa, kép đơn thứ nhất, kép đơn thứ hai. Ta tạo ra được góc vuông thứ hai cho hàng móc thứ hai. Thì cái cạnh móc tiếp theo sẽ là cạnh của cái mặt sau thân áo. Các bạn cũng tương tự cho mình như cái góc vuông ta vừa móc. Bỏ qua chân đầu tiên và móc vào chân móc thứ hai một mũi kép đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Thì cái góc vuông thứ hai này nó cũng giúp mình che đi được cái chân móc mà ta bỏ qua nè. Ta sẽ làm tương tự cho đến cuối hàng nha. Các cái góc vuông này cũng làm tương tự cho mình. Cũng móc cho mình vào cái khoảng trống của góc vuông một góc vuông tương tự. Sau đó cái cạnh tiếp theo ta sẽ bỏ qua chân đầu tiên nha. Bỏ qua chân đầu tiên và móc vào các cái chân móc tiếp theo á. Như vậy là cái phần thân áo của mình nó đã tạo thêm được một hàng móc nè, để tạo cái phần thân áo nè. Thì tiếp tục cho các hàng móc tiếp theo các bạn cũng làm tương tự cho mình giống như cái hàng móc mà ta vừa móc. Mỗi hàng móc ta cũng quay ngược đầu móc và móc thêm nhiều hàng móc tương tự. Móc thêm nhiều hàng móc tương tự cho đến khi cái bề ngang của cái phần thân áo nó sẽ bằng ngang ngực của bé. Đây, hai cái điểm này nó sẽ bằng ngang ngực của bé. Và khi thêm cho mình ở các cái điểm góc vuông cũng làm tương tự như các cái góc vuông mà ta vừa móc nha. Cũng đâm kim vào các cái khoảng trống của góc vuông và móc vào một góc vuông tương tự. Các cái cạnh tiếp theo ta sẽ bỏ qua chân đầu tiên và móc vào chân thứ hai. Móc tương tự cho các hàng móc còn lại. Thì đối với size này mình đã lên thêm được 6 hàng móc và ở mỗi hàng móc mình cũng tăng mũi ở mỗi góc vuông, móc vào các khoảng trống của góc vuông nè. Và lúc này cái bề ngang từ cái góc vuông bên này cho đến góc vuông bên này nó đã bằng ngang ngực của bé rồi. Bây giờ mình sẽ chiết nách để tạo cái phần cánh tay, tạo khoảng trống cho phần cánh tay cũng như là cái phần ngực nha. Từ đây tiếp tục móc lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Móc vào mỗi chân móc của cái hàng móc này, mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cái góc vuông đầu tiên mà ta gặp. Sau khi đã móc được các cái mũi kép đơn cho đến cái khoảng trống đầu tiên của cái góc vuông phía trên này, các bạn sẽ móc vào đây cho mình hai mũi kép đơn cùng một khoảng trống. Kép đơn thứ nhất, kép đơn thứ hai. Bây giờ ta sẽ tiến hành nối cái góc vuông này với cái góc vuông kế bên này để tạo cái khoảng trống cho cánh tay. Từ đây các bạn móc lên cho mình 5 mũi móc xích. 1, 2, 3, 4 và 5. Sau khi móc được 5 mũi móc xích thì tiếp tục di chuyển kim đến cái góc vuông kế bên này. Ta lấy len sau đó di chuyển kim đến góc vuông kế bên này và móc vào cái khoảng trống của góc vuông này 2 mũi kép đơn cùng một khoảng trống. Kép đơn thứ nhất. Kép đơn thứ hai. Như vậy là ta đã chiết được một phần nách nè và sẽ tạo được cái khoảng trống cho phần cánh tay. Ở cái cạnh móc tiếp theo, khác với những cái hàng móc phía trên này ta bỏ qua chân đầu tiên thì cái hàng móc chiết nách này các bạn sẽ móc cho mình luôn vào chân móc đầu tiên một mũi kép đơn.
Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến góc vuông tiếp theo. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Khi móc được đến góc vuông tiếp theo thì sẽ tạo một phần nách tương tự. Móc vào cái khoảng trống này 2 mũi kép đơn. Tương tự như cái phần nách đầu tiên, các bạn sẽ lên cho mình 5 mũi móc xích. 3, 4 và 5. Lấy len và di chuyển kim đến góc vuông cuối cùng của cái phần thân áo và móc vào khoảng trống này 2 mũi kép đơn. Kép đơn thứ nhất. Kép đơn thứ hai. Thì ta đã tạo được một cái khoảng trống để luồn cánh tay thứ hai cho cái phần thân áo. Tương tự cho cái phần còn lại, các bạn sẽ móc cho mình vào cái chân móc đầu tiên một mũi kép đơn. Các chân móc còn lại, mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc và làm tương tự cho đến chân móc cuối cùng. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình vừa tạo ra được cái phần thân áo có hai ống tay như thế này. Và lúc này bề rộng của phần thân áo đã lên thêm được 10 mũi móc, tạo cái độ rộng để cho vừa với phần ngực của bé. Bây giờ mình sẽ tiếp tục móc cái phần thân phía dưới. Thì cái phần thân phía dưới này mình sẽ móc họa tiết sò nha. Các bạn tiếp tục móc lên cho mình 2 mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Hai chân móc đầu tiên này, mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Kép đơn thứ nhất cho chân móc thứ nhất. Và kép đơn thứ hai cho chân móc thứ hai. Sau khi móc được 2 mũi kép đơn vào 2 chân móc liên tiếp đầu tiên nè, thì tiếp tục móc lên 1 mũi móc xích. Ở 3 chân móc tiếp theo của hàng móc này, ta sẽ bỏ qua 3 chân móc đầu tiên này và các bạn tiếp tục móc cho mình vào cái chân móc thứ tư nha. Bỏ qua 3 chân móc và móc vào chân móc thứ tư một họa tiết sò. Và họa tiết sò của mình gồm 3 mũi kép đơn liên tiếp. Kép đơn thứ nhất. Kép đơn thứ hai. Và kép đơn thứ ba. Khi được 3 mũi kép đơn thì tiếp tục móc lên 2 mũi móc xích. 1 2. Sau đó móc tiếp vào cái chân móc mà ta vừa móc thêm 3 mũi kép đơn nữa. Kép đơn thứ nhất. Kép đơn thứ hai. Và kép đơn thứ ba. Ta tạo ra được họa tiết sò đầu tiên cho phần thân áo. Từ đây tiếp tục móc lên 1 mũi móc xích. Ở 3 chân móc tiếp theo, các bạn sẽ bỏ qua cho mình 3 chân móc này. Đây, ta sẽ bỏ qua 3 chân móc này và móc vào chân móc thứ tư một mũi kép đơn. Thì như vậy là một khoảng trống của họa tiết sò mình hoàn tất nè. Tiếp tục lên một mũi móc xích. Họa tiết sò thứ hai các bạn cũng làm tương tự như họa tiết sò thứ nhất. Cũng bỏ qua 3 chân kế bên và móc vào chân thứ tư một họa tiết sò. Và họa tiết sò gồm 3 mũi kép đơn liên tiếp vào một chân móc. Kép đơn thứ hai, kép đơn thứ ba. Từ đây tiếp tục lên 2 mũi móc xích và cũng móc vào chân móc ta vừa móc thêm 3 mũi kép đơn nữa. 1 2 3. Tiếp tục lên 1 mũi móc xích và bỏ qua 3 chân móc kế bên, móc vào chân thứ tư một mũi kép đơn. Ta tạo được họa tiết sò thứ hai cho phần thân áo. Thì các bạn sẽ làm tương tự cho mình các cái chân móc tiếp theo, cũng tạo cho mình các cái họa tiết sò xen kẽ là một mũi móc xích, móc cho đến cuối hàng. Lên một mũi móc xích, bỏ qua 3 chân kế bên, ở cái phần nách này các bạn cũng làm tương tự cho mình nha. 5 cái chân móc ở cái phần nách này, cũng bỏ qua 3 chân móc kế bên và móc vào chân thứ tư một họa tiết sò. Thì ta cũng đếm các cái số mũi móc tương tự như các cái hàng móc phía trên thôi. Cũng móc vào chân thứ tư một họa tiết sò gồm 3 mũi kép đơn. Kép đơn thứ hai. Kép đơn thứ ba, tiếp tục lên 2 mũi móc xích và móc tiếp vào cái chân móc này 3 mũi kép đơn nữa để hoàn tất một họa tiết sò. 1 2 3. Móc lên một mũi móc xích,
bỏ qua ba chân kế bên, và cái chân thứ tư nó sẽ nằm ở cái điểm này nè, cái chân móc đầu tiên của cái hàng móc bên này, móc vào đây một mũi kép đơn. Ta tạo ra được họa tiết sò thứ ba cho phần thân áo nè. Các bạn sẽ làm tương tự cho đến cuối hàng nha. Cũng tạo cho mình các cái họa tiết sò và khoảng cách nó sẽ cách nhau là một mũi móc xích. Móc vào chân thứ tư một họa tiết sò gồm 3 mũi kép đơn. Kép đơn thứ hai, kép đơn thứ ba, lên 2 mũi móc xích. Tiếp tục móc vào chân móc ta vừa móc 3 mũi kép đơn nữa. 1 2 và 3. Móc lên một mũi móc xích. Bỏ qua ba chân kế bên và móc vào chân thứ tư một mũi kép đơn. Làm tương tự cho đến cuối hàng. Sau khi móc đến cuối hàng thì các chân móc cuối cùng này các bạn cũng tương tự bỏ qua ba chân kế bên và móc vào chân thứ tư một mũi kép đơn. Thì ta sẽ còn lại hai chân móc. Các bạn móc luôn cho mình vào hai chân móc này. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Từ đây lên 2 mũi móc xích. Quay ngược đầu móc lại. Thì cái hàng móc đầu tiên để tạo họa tiết sò của mình vừa hoàn tất nè. Nó giúp cho cái phần thân áo này có cái độ xòe ra. Và ở các cái mũi kép đơn liên tiếp với nhau ở đầu và cuối hàng móc, nó sẽ giúp mình tạo được cái phần để mình cài nút ở đây. Tạo được khoảng trống để cài nút á. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tăng mũi để cho cái phần thân áo này nó được xòe ra hơn. Quay ngược đầu móc lại. Ở ba chân móc đầu tiên của cái hàng móc tiếp theo này, mỗi chân móc ta cũng móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Móc vào ba chân móc đầu tiên nha. Kép đơn thứ hai và kép đơn thứ ba cho ba chân móc đầu tiên. Ở đầu hàng này mình sẽ không tăng mũi nha. Các bạn tiếp tục móc lên cho mình một mũi móc xích. Sau đó di chuyển kim vào chính giữa của họa tiết sò đầu tiên này. Ta sẽ móc vào khoảng trống này một họa tiết sò gồm 3 mũi kép đơn. Kép đơn thứ nhất, kép đơn thứ hai và kép đơn thứ ba. Khi được 3 mũi kép đơn liên tiếp thì lên 2 mũi móc xích và móc tiếp vào khoảng trống này 3 mũi kép đơn nữa. Kép đơn thứ nhất, kép đơn thứ hai và kép đơn thứ ba. Ta tạo ra được họa tiết sò đầu tiên cho hàng móc thứ hai, tương tự như họa tiết sò thứ nhất. Lên một mũi móc xích. Ở cái chân móc của mũi kép đơn lẻ phía dưới này, các bạn sẽ móc cho mình tăng mũi ở đây. Tức là ta sẽ móc vào đây 2 mũi kép đơn cùng một chân móc. Kép đơn thứ nhất và kép đơn thứ hai. Như vậy là mình vừa tăng được một mũi móc ở cái hàng móc thứ hai này và tăng mũi vào chân móc của mũi kép đơn lẻ phía trên nha. Từ đây tiếp tục lên một mũi móc xích và tạo một họa tiết sò tương tự như cái họa tiết sò đầu tiên á, cũng móc cho mình vào khoảng trống này một họa tiết sò tương tự gồm 3 mũi kép đơn. 2 3 lên 2 mũi móc xích và móc tiếp vào khoảng trống vừa móc 3 mũi kép đơn nữa. 1 2 và 3. Móc lên một mũi móc xích. Sau đó di chuyển kim đến cái chân móc của mũi kép đơn lẻ phía trên này và móc cho mình vào đây 2 mũi kép đơn cùng một chân móc. Kép đơn thứ nhất, kép đơn thứ hai. Thì mình vừa tăng thêm được một mũi móc ở hàng móc thứ hai này, tương tự như cái chân móc ở đây nè, cũng tăng một mũi móc. Tiếp tục lên một mũi móc xích và chuyển kim móc sang cái họa tiết sò kế bên, móc một họa tiết sò tương tự vào khoảng trống này. Sau đó sẽ làm tương tự cho các cái khoảng trống còn lại và ta sẽ tăng mũi ở cái chân móc của mũi kép đơn lẻ phía trên nha. Đây, cứ tăng mũi móc cho mình cho đến chân móc cuối cùng. Và các cái họa tiết sò của mình cũng móc tương tự nha, móc đều nhau. Móc vào khoảng trống của họa tiết sò phía trên một họa tiết sò gồm 3 mũi kép đơn. Kép đơn thứ hai, kép đơn thứ ba, móc lên 2 mũi móc xích. Móc tiếp vào đó 3 mũi kép đơn nữa. 1 2 3. Lên một mũi móc xích, di chuyển kim đến cái chân móc của mũi kép đơn phía trên này và móc vào đây 2 mũi kép đơn. Kép đơn thứ nhất,
Kép đơn thứ hai lên một mũi móc xích và làm tương tự đến cuối hàng. Sau khi móc đến cuối hàng cũng tiếp tục lên một mũi móc xích. Ở các cái chân móc cuối cùng này sẽ móc không tăng mũi nha. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Móc cho mình hai chân móc còn lại này. Kép đơn thứ hai cho chân móc thứ hai nè. Từ đây lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Hàng móc tiếp theo này cũng làm tương tự như hàng móc mà ta vừa móc. Ở hàng móc tiếp theo này ta sẽ không tăng mũi nha. Điểm đầu tiên này cũng không tăng mũi nè. Hai chân móc thì móc mỗi chân móc là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Móc lên một mũi móc xích và tạo một họa tiết sò vào chính giữa của họa tiết sò phía trên. Gồm 3 mũi kép đơn. 2 3 lên 2 mũi móc xích, tiếp tục 3 mũi kép đơn nữa vào khoảng trống này. Kép đơn thứ nhất, kép đơn thứ hai và kép đơn thứ ba. Móc lên một mũi móc xích. Các bạn sẽ nhìn thấy cái họa tiết sò của mình nó đều nhau và thẳng hàng với nhau nè. Ta sẽ di chuyển kim đến hai chân móc kế bên này và móc vào hai chân móc này. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Chân đầu tiên một mũi kép đơn. Và chân móc thứ hai cũng móc một mũi kép đơn. Đây, hàng móc này ta không tăng mũi nè. Các bạn sẽ làm tương tự cho mình các cái khoảng trống còn lại. Lên một mũi móc xích và móc vào chính giữa của họa tiết sò kế bên này một họa tiết sò. Sau đó di chuyển kim đến hai mũi kép đơn này và móc vào hai chân móc, mỗi chân móc là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc nha. Móc tương tự cho đến cuối hàng. Móc vào khoảng trống của họa tiết sò này một họa tiết sò tương tự. 3 mũi kép đơn liên tiếp. Lên 2 mũi móc xích. Tiếp tục 3 mũi kép đơn còn lại. 1 2 và 3. Lên 1 mũi móc xích. Móc vào 2 chân móc kế bên này, mỗi chân móc móc 1 mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Lên 1 mũi móc xích và làm tương tự đến cuối hàng. Sau khi móc đến cuối hàng thì cũng tương tự 3 chân móc cuối hàng này, mỗi chân móc móc 1 mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Từ đây lên 2 mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Thì hai hàng móc ta vừa móc nó cũng giúp cho cái phần thân áo nó có cái độ xòe ra nè. Khi đã hoàn tất được hai phần thân áo này thì các cái hàng móc tiếp theo các bạn cũng làm tương tự, nhưng ta sẽ tiến hành tăng mũi ở cái hàng móc chính giữa nha, giữa của các cái họa tiết sò á. Ở các chân móc đầu và cuối của hàng móc nè, hai cái chân móc đầu và cuối này các bạn sẽ không thêm mũi nha, ta sẽ móc tương tự với nhau cho các cái hàng móc. Mỗi chân móc sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Móc lên một mũi móc xích, di chuyển kim đến chính giữa của họa tiết sò kế bên và móc một họa tiết sò. Móc lên một mũi móc xích. Khi họa tiết sò đã hoàn tất thì ta tiến hành tăng mũi ở cái điểm tiếp theo này. Ở hai chân móc của cái phần tăng mũi phía trên nè, ta sẽ tiến hành tăng thêm một mũi ở đây. Các bạn có thể tăng cho mình bất kỳ vào cái chân móc nào cũng được. Tức là hai chân móc này nè, các bạn sẽ tăng cho mình có thể là chân đầu tiên hoặc là chân thứ hai nha. Ở đây mình sẽ tăng vào chân móc đầu tiên nè, móc vào chân đầu tiên hai mũi kép đơn cùng chân móc. Kép đơn thứ nhất và kép đơn thứ hai. Sau đó chân còn lại sẽ móc một mũi kép đơn vào đây. Thì như vậy là ở cái điểm này mình đã tăng thêm được một hàng móc nè. Ta có 3 mũi kép đơn khác với hai hàng móc phía trên là hai mũi kép đơn. Thì tiếp tục lên một mũi móc xích và cũng móc vào chính giữa của họa tiết sò phía trên này một họa tiết sò tương tự. Sau đó di chuyển kim đến hai chân móc này và sẽ thêm cho mình một mũi vào một chân móc bất kỳ. Chân đầu tiên cũng được hoặc là chân thứ hai cũng được nha.
Ta cũng tăng làm sao cho ta được 3 mũi móc tương tự như cái cụm bên này, có 3 mũi móc nè. Sau đó các hàng móc tiếp theo ta sẽ làm tương tự như các cái hàng móc mà ta vừa móc nè. Thì lưu ý cho mình cái cách tăng mũi ở các cái cụm này. Hai cụm đầu tiên và cuối cùng của hàng móc ta sẽ không tăng mũi nè. Các cái họa tiết sò các bạn sẽ giữ nguyên cho mình. Ta sẽ tiến hành tăng thêm nhiều mũi móc nữa và tăng size ở cái điểm này nè. Và để cho cái độ xòe của cái phần thân áo này nó được đều nhau thì bây giờ mình sẽ nói sơ về cái cách tăng mũi nha. Ở đây mình có hai hàng móc có hai mũi kép đơn ở cái điểm này. Hàng thứ tư thì có 3 mũi kép đơn. Thì các bạn sẽ móc thêm cho mình hai hàng móc nữa để ta có 3 hàng móc có 3 mũi kép đơn ở đây nha. Và cũng tương tự 4 hàng móc 4 mũi kép đơn hoặc là 5 hàng móc có 5 mũi kép đơn thì cái số mũi kép đơn này nó sẽ bằng với cái số hàng móc mà ta thêm mũi á. Các bạn cứ tăng lần lượt cho mình như vậy, 4 hoặc 5 hoặc 6 mũi ở cái điểm này, tăng cho mình cho đến khi cái chiều dài từ cái phần vai cho đến hàng móc cuối cùng mà ta thêm mũi nó sẽ bằng đến cái phần hông hoặc là qua mông của bé thì các bạn ngưng nha. Tùy vào cái chiều dài của phần thân áo mà các bạn mong muốn để thêm nhiều hàng móc nữa. Và lưu ý các cái hàng móc đều tăng size ở cái hàng chính giữa của hai họa tiết sò á. Đây. Sau khi đã thêm được nhiều hàng móc tăng mũi cho cái phần thân áo nó có độ xòe nè, thì các bạn lưu ý nè, hai hàng móc có hai mũi kép đơn, ba hàng ba mũi, bốn hàng bốn mũi, 5 hàng 5 mũi nè. Hoặc là các bạn có thể thêm nhiều hơn tùy vào chiều dài của thân áo mà các bạn móc nha. Và cái số mũi móc ở đây nó sẽ bằng với cái số hàng móc của cái phần tăng mũi á. Đây, thì như vậy là cái phần thân áo của mình đã hoàn tất. Bây giờ mình sẽ viền lại. Móc lên 2 mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. 1 2 Thì cái phần viền của thân áo cũng rất là đơn giản. Các bạn sẽ xác định cho mình đâu là mặt phải của thân áo. Đây, thì mặt phải của thân áo nó sẽ tương ứng với cái hàng móc mặt phải đầu tiên nha. Ta sẽ tiến hành viền ở phần chân áo trước vì cái mặt phải của hàng móc mình nó nằm ở cái đầu này. Nếu mà ở cái đầu này nó ngược lại thì các bạn sẽ tiến hành viền cho mình cái phần trên trước, sau đó mới viền chân áo nha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn móc viền chân áo trước. Móc cho mình vào các cái chân móc đầu tiên này, mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Sau đó khoảng trống của một mũi móc xích này, cái khoảng trống của họa tiết sò và cái cụm đầu tiên, các bạn sẽ móc cho mình vào cái khoảng trống này một mũi kép đơn. Móc vào đây một mũi kép đơn. Di chuyển kim đến 3 chân móc đầu tiên của họa tiết sò đầu tiên này, mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Thì ở hai mũi móc xích của cái họa tiết sò đầu tiên này, các bạn sẽ móc vào cái khoảng trống này một mũi kép đơn thôi nha. Móc vào đây cho mình một mũi kép đơn. Di chuyển kim đến 3 chân móc kế bên này của cái họa tiết sò á, 3 chân móc còn lại và móc mỗi chân móc là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Cái mũi móc xích tiếp theo là khoảng trống của họa tiết sò này và cái cụm mà mình tăng mũi tiếp theo này nè, cũng móc vào cái khoảng trống của cái mũi móc xích này một mũi kép đơn. Sau đó tiếp tục các chân móc kế tiếp này, mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Như vậy là mình vừa viền được một phần của chân áo. Thì các bạn sẽ viền tương tự cho mình các cái chân móc còn lại, viền tương tự cho đến cuối hàng. Tương tự như cái họa tiết mà ta vừa viền nha. Móc vào khoảng trống giữa họa tiết sò và cái cụm thêm mũi một mũi kép đơn. Sau đó ba chân móc của cái họa tiết sò này, ba chân đầu tiên mỗi chân là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Khoảng trống chính giữa này cũng móc một mũi kép đơn nè.
Đây, sau đó tiếp tục di chuyển kim đến đây và móc cho mình tương tự cho đến cuối hàng. Và cái phần viền của mình sẽ sử dụng mũi kép đơn để viền nha. Sau khi viền được đến cuối hàng thì bây giờ mình sẽ tiếp tục viền cái phần còn lại ở đây nè, xung quanh phần thân áo. Móc lên cho mình một mũi móc xích. Sau đó di chuyển kim đến chân móc của cái hàng móc phía trên này và móc vào đây hai mũi móc đơn cùng chân móc. Thì ở cái phần viền này mình sẽ sử dụng mũi móc đơn nha. Tiếp tục chân kế tiếp của cái hàng móc phía trên móc hai mũi móc đơn vào đây. 1 2 Chân kế tiếp của hàng phía trên này cũng móc hai mũi móc đơn cùng một chân móc. 1 2 Thì ta vừa viền được một phần của hàng móc bên này nè. Các bạn sẽ làm tương tự cho mình các chân móc còn lại. Móc cho đến chân móc bên này nha. Mỗi chân móc ta sẽ móc hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc. Sau khi viền được đến chân móc đầu tiên của phần cổ áo thì chân đầu tiên này các bạn sẽ móc cho mình vào đây 3 mũi móc đơn cùng một chân móc. Móc đơn thứ nhất, móc đơn thứ hai và móc đơn thứ ba. Ta đạo được một góc vuông cho cái phần cổ áo nè. Thì các chân móc tiếp theo, mỗi chân móc sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến đầu cổ áo bên này, cũng móc vào chân móc cuối cùng này 3 mũi móc đơn để tạo cái góc vuông ở đây. Sau đó móc tiếp vào các chân móc này, mỗi chân ta sẽ móc hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc. Móc tương tự cho mình cho đến cái phần viền đầu tiên ở cái phần lai áo nha. Thì sau khi đã viền được hết phần thân áo rồi thì tiếp tục móc cho mình vào chân móc đầu tiên của cái mũi kép đơn phần viền á, móc cho mình vào đây một mũi móc đơn. Móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Tiến hành giấu sợi len thừa ra phía sau mũi móc. Sau đó ta sẽ tiến hành móc phần tay áo. Thì ở đây mình đã móc được một phần tay áo như thế này. Và cái phần tay áo của mình nó sẽ có các cái họa tiết sò xen kẽ là một hàng móc mũi kép đơn nha. Và cái phần tay áo này mình sẽ móc các cái hàng móc đều nhau. Ở cái phần cổ của tay áo thì mình có viền bo lại nè. Viền bo lại để cho cái phần này nó vừa vào cổ tay của bé. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc cái phần tay còn lại. Đầu tiên tạo cho mình một nút, móc và kéo len qua vòng tròn. Dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Sau đó ta sẽ đưa kim vào cái chân móc ở cái cụm họa tiết sò phía bên này nè, ở cái phần nách đó. Cái cụm họa tiết sò này các bạn sẽ đâm kim vào đây cho mình. Đâm kim vào cái chân móc mà ta móc họa tiết sò ở phía dưới luôn nha. Sau đó kéo nút ta vừa tạo qua cái khoảng trống này. Móc lên hai mũi móc xích. Sau đó cũng móc vào chân móc mà ta vừa móc hai mũi kép đơn nữa. Tính luôn hai mũi móc xích mà ta móc thì ta có 3 mũi kép đơn nha. Móc thêm hai mũi kép đơn nữa để ta được 3 mũi kép đơn ở đây. Đây, thì ở đây mình đã có được 3 mũi móc nè, cho một cạnh của họa tiết sò. Tiếp tục lên hai mũi móc xích và móc tiếp vào cái chân móc mà ta vừa móc 3 mũi kép đơn nữa. Lưu ý cho mình khi móc các bạn cũng giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc nha, để khi cắt len không phải giấu len nhiều. Ta tạo được họa tiết sò đầu tiên cho cái phần tay áo và cái họa tiết sò này nó cũng tương tự như họa tiết sò ở phía trên nha. Từ đây tiếp tục lên một mũi móc xích. Các bạn sẽ bỏ qua cho mình cái phần chân móc này, cái phần thân chân móc này và móc cho mình vào cái chân móc ở đây nè. Móc vào cái khoảng trống của cái góc vuông đầu tiên này. Ta sẽ móc vào đây một cái mũi kép đơn. Tiếp tục lên một mũi móc xích. Tương tự như cái hàng móc đầu tiên của phần thân áo nè. Thì cái khoảng trống này ta sẽ bỏ ra 3 mũi móc. Ở đây các bạn cũng tương tự bỏ cho mình 3 mũi móc đầu tiên này và móc vào chân thứ tư một họa tiết sò. Và các cái họa tiết sò của mình đều tương tự như nhau, gồm 3 mũi kép đơn.
lên 2 mũi móc xích, tiếp tục 3 mũi kép đơn vào chân móc ta vừa móc. 1 2 và 3. Móc lên 1 mũi móc xích thì ta có 2 họa tiết xòe cho phần tay áo rồi. Tương tự bỏ qua 3 chân kế bên và móc vào chân thứ tư 1 mũi kép đơn. Lên 1 mũi móc xích, bỏ qua 3 chân kế tiếp và móc vào chân thứ tư 1 họa tiết xò. Móc vào đây 1 họa tiết xò. Móc lên 1 mũi móc xích, bỏ qua 3 chân kế bên và móc vào chân thứ tư 1 mũi kép đơn. Ta có 3 họa tiết xò cho cái phần tay áo. Móc lên 1 mũi móc xích và làm tương tự cho các cái chân móc còn lại. Bỏ qua 3 chân kế bên và móc vào chân thứ tư 1 họa tiết xò. Tiếp tục móc lên 2 mũi móc xích. Móc tiếp vào chân móc ta vừa móc 3 mũi kép đơn nữa để hoàn tất được họa tiết xò. Lên 1 mũi móc xích, bỏ qua 3 chân kế bên và móc vào chân thứ tư 1 mũi kép đơn để hoàn tất cái họa tiết xò này. Móc vào chân thứ tư 1 mũi kép đơn. Lên 1 mũi móc xích. Tương tự họa tiết xò cuối cùng cho phần tay áo, cũng bỏ qua 3 chân kế bên và móc vào chân kế tiếp 1 họa tiết xò. Kép đơn thứ nhất, kép đơn thứ hai, kép đơn thứ ba, lên 2 mũi móc xích, tiếp tục 3 mũi kép đơn vào chân móc ta vừa móc. 1 2 và 3. Móc lên 1 mũi móc xích. Ở các cái chân móc cuối cùng này ta sẽ canh chỉnh cho cái mũi kép đơn của mình nó được đều nhau. Các bạn sẽ móc cho mình vào cái khoảng trống của cái góc vuông này 1 mũi kép đơn. Sau đó lên 1 mũi móc xích. Như vậy là độ rộng ở phần cánh tay mình sẽ có 5 họa tiết xò xen kẽ với 1 mũi kép đơn nè. 5 họa tiết xò. Thì để kết thúc cái hàng móc này các bạn sẽ tiếp tục móc cho mình vào cái chân móc của mũi kép đơn đầu tiên ở họa tiết xò đầu tiên á. Đây, ta sẽ móc vào đây 1 mũi dời. Cái phần cánh tay của mình nó sẽ có độ rộng như thế này nè. Thì để móc tiếp cái hàng móc tiếp theo, các bạn sẽ tiến hành dời kim cho mình vào chính giữa của họa tiết xò đầu tiên. Thì cái cách dời mũi móc cũng rất là đơn giản. Các bạn sẽ đâm kim lần lượt cho mình vào các chân móc liên tiếp với nhau. Mỗi chân móc ta sẽ sử dụng mũi dời để móc cho đến khi cái chân móc của mình nó nằm ở chính giữa của họa tiết xò đầu tiên nè. Đây, dời vào chân đầu tiên này. Sau đó chân tiếp theo sẽ là cái khoảng trống của cái họa tiết xò phía trên này, móc vào đây 1 mũi dời. Từ đây móc lên 2 mũi móc xích và tiếp tục móc cho mình thêm các cái hàng móc tương tự. Thì 2 mũi móc xích này mình cũng tính là 1 mũi móc nha. Móc tiếp cho mình 2 mũi kép đơn vào cái khoảng trống này nữa để ta được 3 mũi liên tiếp. Đây, thì như vậy là mình được 3 mũi móc nè. Tiếp tục lên 2 mũi móc xích và móc vào khoảng trống ta vừa móc 3 mũi kép đơn nữa. Ta hoàn tất được họa tiết xò đầu tiên cho hàng móc thứ hai của phần tay áo nè. Tiếp tục lên 1 mũi móc xích. Sau đó di chuyển kim đến cái chân móc của cái mũi kép đơn rời này và móc vào đây 1 mũi kép đơn. Móc lên 1 mũi móc xích. Di chuyển kim vào khoảng trống của họa tiết xò kế bên và móc vào đây 1 họa tiết xò. Và các họa tiết xò của mình nó đều tương tự như nhau nha. Mỗi họa tiết xò sẽ có 6 mũi kép đơn và xen kẽ là 2 mũi móc xích nè. Ở cái chân móc của mũi kép đơn rồi này, ta cũng móc 1 mũi kép đơn vào chân móc này nha. Móc tương tự cho các hàng móc còn lại. Và để canh được cái phần tay áo cho chính xác thì các bạn sẽ dựa vào các cái hàng móc ở phần thân áo.
tương tự như cái phần cánh tay đầu tiên mà mình móc nè. Mỗi hàng móc các họa tiết sò sẽ xen kẽ với nhau là một hàng mũi kép đơn nè, thẳng hàng với nhau như thế này. Móc thêm nhiều hàng móc ở phần cánh tay nữa cho đến khi ta còn 2 cho đến 4 hàng móc để bằng với cái phần thân áo á, bằng với số hàng móc của phần thân áo để mình viền bo nha. Thì ở đây mình đã móc lên thêm được nhiều hàng móc nè, và các cái hàng móc này nó sẽ ít hơn số hàng móc ở phần thân áo, từ 2 cho đến 4 hàng móc. Tiếp tục móc cho mình vào chân móc đầu tiên của cái họa tiết sò đầu tiên một mũi dời. Tương tự như các hàng móc phía trên, dời cho mình cái mũi móc này vào chính giữa của họa tiết sò đầu tiên. Hàng tiếp theo này mình sẽ móc họa tiết sò, nhưng khác cái họa tiết sò ở phía trên là ta sẽ không có khoảng trống mũi móc xích nha. Móc lên 2 mũi móc xích. Ta được một mũi móc ở đây, tiếp tục móc cho mình thêm 5 mũi kép đơn nữa. Và 5 mũi kép đơn này sẽ liên tiếp với nhau. Vì ở mỗi họa tiết sò ta có 6 mũi kép đơn nên ở đây mình sẽ móc thêm 5 mũi kép đơn nữa. Tính luôn 2 mũi móc xích ta sẽ được 6 mũi nha. Và ta sẽ không có khoảng cách 2 mũi móc xích ở các họa tiết sò nè. Ta được 6 mũi móc họa tiết sò đầu tiên. Khác với các hàng móc phía trên, ở đây mình lên một mũi móc xích thì các bạn sẽ không lên một mũi móc xích mà móc luôn cho mình vào chân móc của mũi kép đơn này. Móc vào đây một mũi kép đơn. Sau đó tiếp tục di chuyển kim vào cái khoảng trống ở kế bên của họa tiết sò kế tiếp này nè. Và móc vào đây cho mình một họa tiết sò. Ở đây mình sẽ không lên mũi xích nữa. Móc luôn cho mình vào cái khoảng trống này 6 mũi kép đơn để tạo họa tiết sò liền nha. Kép đơn thứ nhất. Kép đơn thứ hai. Kép đơn thứ ba. Kép đơn thứ tư. Kép đơn thứ năm. Và kép đơn thứ sáu. Ta được họa tiết sò thứ hai nè, nó sẽ đặt và không có mũi xích nha. Tương tự cho cái khoảng cách này, cũng di chuyển kim đến chân móc của cái mũi móc kép đơn này và móc vào đây một mũi kép đơn. Tiếp tục di chuyển kim vào khoảng trống của họa tiết sò kế bên và móc vào một họa tiết sò liền tương tự, gồm 6 mũi kép đơn. Sau đó sẽ làm tương tự cho các cái mũi móc còn lại cho đến cuối hàng. Lưu ý cho mình là các cái khoảng trống này ta sẽ không lên một xích nha, không có giống như các cái hàng móc phía trên, các bạn sẽ móc liền cho mình luôn cho đến cuối hàng. Sau khi móc đến cuối hàng thì tiếp tục móc vào chân đầu tiên của họa tiết sò này một mũi dời. Móc lên 2 mũi móc xích. Như vậy là cái phần tay áo mình đã có cái độ bo lại như thế này rồi. Hàng móc tiếp theo mình sẽ sử dụng mũi kép đơn và móc vào tất cả các cái chân móc. Ở đây mình sẽ không móc để tạo họa tiết sò nữa, mà các bạn sẽ móc luôn cho mình vào các cái chân móc. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Chân thứ ba cũng móc một mũi kép đơn. Và làm tương tự cho các chân móc còn lại đến cuối hàng. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Sau khi móc đến cuối hàng, tiếp tục móc vào chân móc đầu tiên này một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích. Bây giờ mình sẽ sử dụng mũi đơn để viền lại toàn bộ cái phần tay áo này. Thì để cho cái phần tay áo này được chắc chắn hơn, các bạn có thể dùng cho mình đầu kim này hoặc là đầu kim nhỏ hơn sợi len cũng được nha, để cho cái phần viền của mình khi sử dụng lâu dài nó không có bị rộng. Làm tương tự cho đến cuối hàng. Khi viền chặt tay lại thì sẽ giúp cho cái phần tay áo này nó không có bị quá giãn nè. Đây, nó sẽ không có bị quá giãn. Móc đến cuối hàng thì móc vào chân đầu tiên một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Tiến hành giấu sợi len thừa vào trong mũi móc. Thì lúc này cái phần cánh tay của mình nó đã cố định rồi nè. Sau khi giấu len thừa vào trong mũi móc thì phần cánh tay thứ hai của mình đã hoàn tất. Ở mặt trước các bạn sẽ may cho mình hai hạt nút ở đây để mình cài điều chỉnh cho cái phần thân áo nè. Ở đây mình có trang trí thêm hai mẫu hoa nhiều cánh. Thì mẫu hoa này mình cũng có hướng dẫn ở clip trước. Mình có để link ở phần mô tả, các bạn nhấp vào link tham khảo nha. Để cài được cái phần nút này các bạn sẽ sử dụng cho mình hàng móc thẳng hàng với cái hàng đối diện á.
và ta sẽ cài vào khoảng trống giữa các cái mũi móc nè. Thì như vậy là mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn cách móc một mẫu áo khoác cho bé với họa tiết sò ở phần cánh tay cũng như là thân áo. Và phần thân áo mình có làm xòe rộng ra như thế này. Các bạn có thể phối nhiều màu khác nhau cho phần áo của mình thêm xinh xắn hơn nha. Chúc các bạn thành công!